Wow. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và hiện tại thì mình đang test đồ chơi mới, đó chính là chiếc thử lấy nét vào mắt xem. Đó chính là chiếc Sony ZV1. Chuyển động. Ôi, em này màu đẹp thật sự ấy, thực sự. Thôi mình chỉ hứng kiểu ánh sáng mặt trời ở ngoài cửa sổ thôi. Và bây giờ thì mình sẽ thử chuyển cái tính năng là bokeh switch chuyển sang chế độ chân dung chỉ bằng một phím bấm. Đây, background sẽ sáng hơn một chút. Này thì mặt mình nổi bật hơn. Ok. Nhưng mà đấy không phải là nội dung chính trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một cái ứng dụng. Mọi người cũng biết là tuần vừa qua thì dần dần trên mạng rất là hot một cái ứng dụng là FaceApp. Thực ra thì FaceApp không còn quá xa lạ nữa. Một trước cái ứng dụng này cũng đã nổi rồi, nhưng mà nổi bởi vì những cái tính năng, ví dụ là chỉnh ảnh trông già đi này, rồi là trẻ hơn, vân vân mây mây. Nhưng mà bây giờ với việc mà được update một cái tính năng, một cái hiệu ứng chỉnh ảnh mới là chỉnh ảnh chuyển giới từ trai sang gái, thì FaceApp một lần nữa lại làm mưa làm gió. Nhưng mà tuy nhiên là có rất nhiều những cái bài viết chia sẻ là FaceApp là một ứng dụng nguy hiểm và đang đánh cắp thông tin người dùng. Thực ra thì mình có đọc, mình thấy là những cái yêu cầu truy cập của FaceApp nó cũng hơi quá thật. Nào là thẻ thanh toán ở trên CH Play các kiểu này kia cũng khá là đáng nghi. Nhưng mà các bạn ạ, một khi mà các bạn đã sử dụng những cái smartphone này, mạng xã hội ý, thì không có gì là các bạn không bị đánh cắp thông tin cả. Mình chia sẻ ngoài lề nhé. Thực ra thì bây giờ cái việc mà lấy được thông tin của chúng ta rất là đơn giản. Tài khoản ngân hàng này, rồi là tên, tuổi, số chứng minh nhân dân vân vân. Rất là dễ luôn, bởi vì bằng chứng là đợt vừa rồi mình có đi Nha Trang thì mình book vé máy bay ở trên Traveloka. Trước chuyến về người ta đã gọi điện cho mình, người ta còn biết cả chuyến bay của mình, mã hiệu gì, tên rồi các kiểu này kia, để đón mình, biết lịch trình của mình đáp đất mấy giờ để mà có thể đến đón. Thì đây có phải là lộ thông tin không các bạn? Thực ra thì vẫn là bên này bán cho bên kia thôi, đúng không? Nên là nếu như các bạn không muốn lộ thông tin và đánh cắp thông tin cá nhân của mình ý, thì tốt nhất là các bạn nên dùng cục gạch, không nên mạng xã hội, đừng có dùng cái điện thoại smartphone nào mà có định vị cả các kiểu. Bây giờ nói thật là iPhone các kiểu còn nghe lén cơ mà. Cái gì đúng không? Chi nhỉ? Chi bé ạ? Ok, bóc phốt thì sẽ ngắn thôi các bạn ạ. Thực ra thì mình có tải về chơi và mình thấy vui dã cả man luôn. Đố các bạn biết tại sao lại vui. Thực ra thì FaceApp nó chỉ chỉnh sửa các kiểu ảnh thú vị một phần thôi. Ngoài ra thì nó vẫn có những cái mà nó buồn cười lắm ý. Tức là nó sẽ chuyển giới cho các bạn ở những cái bức ảnh nào mà nó dễ dùng thôi. Còn lại thì nó sẽ biến các bạn thành những cái người nó rất là dị dạng. À bây giờ mình sẽ test trực tiếp luôn. Nếu mà cách sử dụng thì chắc mọi người biết rồi đúng không? Mình sẽ test trực tiếp luôn cho mọi người thấy. Ok, mình vừa chụp một bức ảnh nha. Trời trông kinh nhỉ ạ. Mình sẽ chuyển sang giới tính thì mình sẽ chuyển sang như này. Các bạn xem là cái ảnh. Ứng dụng này mình cũng thấy nó thông minh ở một điểm, mọi người biết là gì không? Tức là nó có thể là nhận diện được là con gái ăn mặc áo 2 dây các kiểu không ok la, thì nó sẽ chỉnh sửa là cho mình mặc thêm một chiếc áo vào. Và mọi người nhìn kỹ thì chiếc áo này họa tiết nó cũng khá giống với cả cái váy 2 dây của mình. Tuy nhiên là trông nó sẽ hơi nham nhở một chút nếu mà các bạn soi kỹ. Và mặt này, nếu mà trông này trông có đẹp trai không? Trông cũng khá là lừa các em gái đi nhúng nhảy đấy chứ nhỉ? Nói chung là nó làm trông rất là thú vị, nó sẽ làm cái gương mặt của mình. Ví dụ là có những cái nét mà nó hơi nữ nữ thì nó sẽ thành nam nam, ví dụ là lông mày thì nhạt nhạt đúng không? Nên lông mày nó sẽ rộng hơn, to hơn này. Xong rồi quả môi thì cảm giác nó cũng sẽ đường nét hơn. Đó. Và nó sẽ, tất nhiên là nó sẽ cắt tóc của mình đi và nó sẽ gắn cho mình một tóc khác, nhìn nó khá giống như kiểu cái mái của mình này bị co lên. Mình thử cái thứ hai nhá. Nope. Trời, cái mặt thứ hai kể không có râu trông kinh thật. Mình phải công nhận là có râu trông men hơn hẳn. Mình sẽ thích phiên bản có râu hơn và chuyển sang mặt nữ. Ủa, bà nào ấy, mặt béo trông sợ vậy. Trường các bạn nhìn mặt mình trông có đến nỗi như thế không? Mình không thể chấp nhận được ấy. Về cái cách mà nó chỉnh này, nó nhận diện các kiểu kia thì nó hơi lâu một chút, nó mất thời gian. Và vừa rồi chỉ là một cái ví dụ nhỏ thôi các bạn nhé. Tuy nhiên là mình sẽ rút ra một cái kinh nghiệm khi mà sử dụng ứng dụng này, là nó sẽ chỉ chỉnh ảnh và chuyển giới thực sự là tốt, nhìn mượt mà và thật. Nếu như các bạn chọn những cái bức ảnh mà nhìn rõ mặt, và bên cạnh đó thì tóc tai cũng không quá là lườm sườm
rườm rà phức tạp này, và trang phục thì cũng dễ chuyển đổi, không kiểu bị nữ tính quá hoặc là cũng không kiểu bị men quá, phức tạp quá. Bên cạnh đó thì cái background cũng quan trọng, tại vì background các kiểu lộn xộn là nó cũng hay xóa nhầm lắm. Đấy. Đó, thế nên nó sẽ chuyển giới sẽ tốt hơn. Nói chung là nó sẽ làm được những cái đơn giản thôi, còn những cái phức tạp quá thì nó sẽ không làm được đâu. Ví dụ như cái bức ảnh mà mình đang cho mọi người xem ấy, thì cái bức ảnh này mình thấy là nó làm rất tốt và cực kỳ thông minh luôn, cái face app này. Một điều đơn giản là bởi vì bức ảnh này nó cũng không quá là rườm rà mấy cái trang phục. Áo này thì con trai cũng mặc được, và kiểu background không mấy, tóc lại còn búi gọn nữa, nó sẽ đỡ phải xóa tóc lằng nhằng mà kiểu dễ xóa sai đúng không? Thì đây mình thấy là đây, cái đường nét gương mặt nó đã chuyển từ nữ sang nam, nhìn khá là tự nhiên. Cái ảnh này thì nhiều người sẽ bảo mình là trông, có người thì bảo trông giống anh Đan Trường, có người thì bảo giống Sơn Tùng, có người thì bảo giống Đề Cao. Đan Trường, Sơn Tùng, Đề Cao thì các bạn thấy là mình giống ai với phiên bản sau khi đã chuyển giới, comment nhá. Còn mình thấy cái này thông minh ở điểm ý, mọi người có nhìn kỹ không? Thì rõ ràng cái phiên bản ảnh gốc bên tay trái của mình, các bạn nhìn thấy không? Cái này thì không phải là gì đâu, nhưng mà thực sự con gái ấy, đây, nó để ý những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như là cái khe ngực đó. Cái này không phải là đấy đâu, nhưng mà mình chia sẻ thật sự luôn. Thì sang bên phiên bản nam chuyển giới, mình đã bị mất khe ngực. À, thậm chí cái da nó cũng sẽ làm cho kiểu cảm giác như kiểu phiên bản nam này nhìn nó phong trần hơn, nó lông lá hơn, cảm giác da không kiểu cà mịn màng như này nữa, mà nó sẽ hơi kiểu ấy chút đi. Đó, kiểu mọi người thấy không? Và cái bộ lông mày cũng nhìn thấy khác này. Tóc lại còn làm hơi xoăn xoăn như kiểu mấy cái anh chàng mà kiểu điệu thì người ta làm tóc xoăn ấy, chứ không phải là kiểu ảnh này mình đánh giá là rất là tốt. Còn cái này là một cái độ phức tạp để thấy rằng là face up không phải ảnh nào làm cũng tốt. Đây mọi người nhìn đi. Đó chính là cái ảnh đấy, gương mặt đây, nó làm này, nó vắt này các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem ảnh gốc. Ảnh gốc là như thế này. Đó. Và mọi người nhìn nhá, đây là ảnh gốc. Nói chung là nhìn rất là nữ tính. Đó, đúng không? Cái này thì mình sẽ hơi thử thách một chút với tóc này, xõa các kiểu này, nó sẽ ở vai này, xong vắt vẻo lung tung, chứ không phải là đơn giản những kiểu hất hết sang đằng sau này kia. Nó sẽ kiểu phức tạp một chút như thế. Bên cạnh đó thì có những cái trông rất là, nhìn một cái là biết con gái luôn. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái face app này thì nó đã xử lý như thế này. Ủa đùa, các bạn có chấp nhận được không vậy? Một phiên bản bio kiểu men ấy. Nhưng mà đây, cái ảnh to của nó đây, mọi người ơi, lỗi tè le luôn. Trời ơi, nó chuyển giới sai luôn này. Cái phần nó cà da và nó lắp da, nó đắp da cho mình ý. Ở cái phần bể bơi là nhìn nó khác luôn. Nhìn nó cũng gợn gợn lông lá, nhưng mà nhìn trông có kinh không? Những cái bộ ngực trông lông lá kinh không? Kinh, kinh nhỉ. Và một cái điểm nữa là cái tay. Cái tay nó đắp lông ấy, nó đắp lông, nó đắp có một đoạn thôi, để 1/4 cái cánh tay của mình. Các bạn có thấy đàn ông tay gì mà lông chỉ được 1/2 cái cánh tay, ống tay dưới như này không? Ít ra lông là nó cũng phải nhìn thấy được cả cái phần này đúng không? Đó, không hiểu sao mà nó đắp lông cho mình có từng này thôi nè. Trời ơi, trông có kinh không? Mình sẽ không bàn đến vấn đề mặt mũi và tóc tai trong cái này nữa. Tóc thì cắt okela rồi, nhưng cái phần tóc mà vắt ở vai mình thì sao? Nó đắp cho mình một cái miếng áo, trời ơi, đi xuống bể bơi mặc áo chống nắng luôn. Xuống bể bơi mặc áo chống nắng á. Tức cười ghê luôn ấy, chi nó không biết cười nhưng mà thật sự luôn ấy. Này, tóc xõa ở nách vẫn còn chưa xóa hết, vẫn còn nguyên quả cái nách trông như là lông nách mọc tới chân ấy. Và thực sự các bạn có yêu được cái phiên bản nào mà nam mà trông body như này không? Quả ngực lông này, cái này thì nó không dễ như cái bức ảnh trước là chỉ có cà mỗi một cái đường chỉ dọc thôi. Cái này nó là khối khủng, nhìn trông nó ấy, mình thề. Nói chung là các bạn thấy là cái phiên bản nam đấy trông có đẹp trai không, các bạn có thích không? Cá nhân mình ấy, và mình nghĩ rằng nhiều bạn cũng sẽ giống như mình, đó chính là tải ứng dụng Face App về chỉ dùng thời vụ thôi. Tức là chỉ dùng giai đoạn mà nó đang hot lên dần dần như này thôi. Kiểu tải dăm ba cái ảnh lên xong chỉnh sửa và up share Facebook rồi xong. Đến như mình dùng mình cũng chỉ up story Facebook, chứ mình cũng không đăng lên bản tin làm gì cho nó mệt. Và mình dùng xong là mình xóa luôn, ngay sau khi quay xong video này là mình xóa luôn. Và những cái ứng dụng như Face App thì mình thấy là nó không bền. Thực ra thì nó muốn để quay trở lại làm trào lưu, mọi người lại tải nó, thì nó sẽ lại phải nghĩ ra những cái hiệu ứng chỉnh sửa khác trong thời gian tới, đúng không các bạn? Ngày xưa thì là chỉnh già trẻ rồi, bây giờ là chuyển giới rồi, không biết sắp tới thì nó nghĩ sang cái gì nữa thì mình không biết. Đó, để có thể lại hot trở lại. Nhưng mà thôi, chơi thế thôi, nhạt rồi. Vậy đó, vậy thì các bạn sẽ thích phiên bản bio nam hay bio nữ thì hãy comment chia sẻ ý kiến phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.
có cái mụn để đau lắm ấy mọi người ạ, nhưng lên trông có bị điêu điêu.